Good evening. Welcome to the AFC Champions League 2023-24. It is the post-match press conference game tonight between Wuhan Toss and Hanoi. First of all, I'd like to introduce Hanoi's head coach, Ms. Wei Tuan. Let's invite head coach to comment on this match. 各位媒体朋友，大家晚上好。现在开始2023-24亚冠联赛武汉三镇对河内队的赛后新闻发布会。首先有请河内队主教练。 李德俊先生点评本场比赛。啊，这个，啊，我报一下，那我们的教练啊，做的感到问题，那大家都有都有，那好的，好，这个队伍都很，都很符合。啊，这期的比赛，其实我们都啊面对着很多，甚至有很多困难。 và cái điều khó khăn đấy, trong rất nhiều lần khi mà ngay phút thứ ba chúng tôi đã thấy cái đỏ và các cầu thủ của tôi đã nỗ lực và các cầu thủ chúng ta rất tốt và họ đã có một tinh thần tuyệt vời, thi đấu phục vụ cùng như là các bạn vừa theo dõi. Trận đấu này chúng ta và chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, trước khi trận đấu chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều và khó khăn và có một phần nỗ lực thì chúng tôi đang được thấy thiếu người đó là mình chỉ trong cái tinh thần của chúng tôi và chúng tôi luôn sẵn sàng, tuy là thi đấu ở đội số 1 nhưng mà chúng tôi không ngoài vấn đề chúng tôi được trải nghiệm ở họ, nhưng chúng tôi luôn luôn để cống hiến. Nhưng trước khi trận đấu diễn ra tôi cũng nói rằng là chúng tôi cơ bản người đây cần để chơi cầu thủ Hà Nội, cũng như đúng như chơi cầu thủ bóng đá ở Hà Nội và chúng tôi đã làm được điều đó và như các bạn biết thì cái tinh thần là Ở trận đấu này rất khác so với hai trận trước và những tôi nghĩ là cái điều đấy sẽ tiếp tục diễn ra ở cái lý sắp tới. Tôi nghĩ là mục tiêu của Hà Nội thì luôn luôn không thay đổi và chúng tôi sẽ phải cố gắng, biết là sẽ gặp rất nhiều khó khăn nhưng chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục và khó khăn đến để chúng tôi đến những đêm đi qua ở giải đấu lý sắp tới. Nhân đây thì cho tôi xin thay mặt cho ban giám đốc các cầu thủ như là câu lạc bộ Hà Nội gửi lời cảm ơn tới tất cả các cổ động viên người Việt Nam đã đến sân để cổ vũ cho đội bóng chúng tôi, và không chỉ là ở trận đấu này mà trận trước chúng tôi cũng đã sân khách ở Bulawayo là tuyệt vời và chính họ là cái động lực để tinh thần cho các cầu thủ chúng tôi để thi đấu tốt hơn ở từng trận ở trên sân khách.